Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi làm cái hộp đèn siêu mỏng nắp hít. Cấu tạo của hộp đèn siêu mỏng là chúng ta có mặt mica, tấm phản quang, nhôm định hình, tấm dẫn sáng, thanh led, foam và 500 hít. Tất cả các lớp nó sẽ xếp từ dưới lên trên theo cái mô hình ở trên video ha. Chúng ta nhìn nó để bắt đầu lên. Vật tư đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng nguồn đũa hoặc nguồn tổ ong 12V, 33A hoặc 10A, 5 hoặc 5A. Rồi đây là thanh led. Nó có nhiều loại led, chúng ta dùng led 5 ly ha. Chiều dài của thanh led là 1m. Nếu mà dài hơn chúng ta sẽ nối led ha. Rồi chúng ta chuẩn bị một ít cây gốc và ốc. Kế đến là miếng từ, miếng để dán vô cái tấm hít 500 hít, loại nhỏ. Rồi chúng ta sử dụng cái thanh nhôm định hình cắt góc 45 độ phía ngoài, dùng máy cắt góc hoặc là bàn cắt để cắt. Đây là những cái thanh nhôm. Rồi đến tấm phát tán ánh sáng màu trắng để phía sau tấm dẫn sáng. Phần quan trọng nhất là tấm dẫn sáng là bằng mica 5 ly khắc ô 5 ly. Rồi nó có thể tròn hoặc có thể vuông. Băng keo giấy hai mặt để dán cái tấm phát tán ánh sáng. Và thêm một ít ốc bắn cung tranh để bắn định vị cái tấm dẫn sáng cho nó khỏi dịch đuôi lịch tới trong cái phun. Và tấm mica Đài Loan 2 ly đến 3 ly để làm cái mặt ngoài của tấm chanh để bảo vệ tấm chanh phía bên trong. Và tấm backlit film in UV hoặc in thường, nó là tùy vào cái khả năng của mỗi người, chúng ta in chất liệu cho phù hợp. Rồi sơn xịt màu đen hay là màu gì đó là tùy sở thích, chúng ta muốn chạy viền màu gì thì chúng ta xịt màu đó. Tiếp đến là lục giác để khóa cái khoan binh đầu ba ke. Rồi máy cắt bàn, cắt nhôm bàn xoay 45 độ để chúng ta cắt nhôm. Và tấm phục mát 5 ly hoặc 3 ly để bỏ phía sau chắn ánh sáng để đỡ làm khung hậu phía sau. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào làm cái hộp đèn siêu mỏng nắp hít. Công đoạn đầu tiên chúng ta dùng máy cắt nhôm lấy thước để đo cái khung bao nhiêu, khoảng cách gỡ cái khung bao nhiêu, chúng ta bắt đầu đánh dấu để cắt. Nếu có bàn cắt thì chúng ta cắt thì nhanh hơn, còn nếu chúng ta cắt bằng máy cắt nhôm thì chúng ta phải tính bằng thước. Cái độ sai số cho là 0,02. Đây là thành phẩm của chúng ta sau khi cắt xong. Qua công đoạn là cắt cái tấm phục mát để phía sau, phục mát trong màu trắng 5 ly hoặc 3 ly ha. Chúng ta làm cái miếng phục mát 5 ly 3 ly để phía sau. Đây là phía sau, cái tấm phục mắt là chúng ta dán 500 lên luôn. Dán 500 chúng ta sử dụng keo AB sữa hoặc keo AB trong, chúng ta dán. Phần nhôm nó sẽ giữ lại cái chỗ này rất là cứng. Rồi chúng ta nhét cái miếng phục mắt vô để định vị phía sau. Rồi ốc này là ốc lục giác, dùng lục giác mới dặn được. Ốc trắng này chúng ta sẽ sử dụng để mà dặn phía sau, bắn phía sau. Mới thì trên miếng tự nó có keo 3M luôn, chúng ta chỉ cần lột ra dán lên thôi. Rồi đây là tấm phim, chúng ta in UV ha. In UV trên backlit film này là chất lượng cao luôn. Chúng ta phải phân biệt được cái chất liệu UV và chất liệu in thường ha. In UV á là cái mực nó sẽ nổi lên khỏi cái nền. Này, các bạn cho thấy nó nổi cái nền lên không? Nó nổi lên khỏi nền luôn, cái mực là sáng. Giống như in 3D vậy đó, sẽ nổi lên. Còn nếu mà in thường đó, là nó sẽ nằm phẳng xuống dưới cái nền luôn, nhưng mà nó không có nhìn cái màu, nó không có cái độ 3D. Còn in UV là nó sẽ có như, giống như kim tuyến vậy đó. Cái màu nó ánh ánh lên. Cái độ sắc nét và độ trong là tuyệt đối luôn. Lên đèn rồi là chúng ta là rất là đẹp. Trừ hao hai bên, chúng ta trừ hao mỗi bên lỗi đang phân là được. Mỗi bên cho dư phân đó. Chúng ta in là cái này bằng keo trong, ta dán bằng keo trong vô. Rồi chúng ta ấn vô, chúng ta cho nó hết chưa. Để chúng ta thử cái đèn luôn. Như vậy là mình đã hướng dẫn chi tiết là một cái hộp đèn siêu mỏng nắp hít mica Đài Loan cho các bạn, để các bạn có cái kiến thức để chúng ta thay đổi cuộc sống bằng làm những cái chất liệu cao cấp hơn, để mà chúng ta phục vụ cho những người có tiền nhiều hơn. Rồi, bye bye, chào các bạn. Chúc các bạn may mắn và thành công trong cuộc sống này.